Xin chào các bạn, video này sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tiện ích rất hay mình dùng trên Chrome hay là Microsoft Edge. Ở trên một cái trang web trên Chrome này, mình mở cái tiện ích này ra và mình có thể di chuyển ở bất cứ vị trí nào mình muốn. Ở ô Color, các bạn có thể chọn màu các bạn thích, ghi chú, chọn biểu tượng viết chì để mình có thể viết được, và trong ô size này cho phép chúng ta điều chỉnh cái độ mảnh hoặc là dày của chữ. Chúng ta sẽ bấm biểu tượng mũi tên trở về để mình có thể xóa bớt đối tượng mà mình nghĩ là mình viết sai, hoặc là mình bấm vào cái cục gom để mình xóa nhé. Cái cây viết thứ hai cho phép mình copy cái màu ở trên đối tượng trên trang web này và sau đó mình sẽ viết chữ. Chẳng hạn ở đây các bạn thấy là mình chọn màu của những trái châu ở trên cái cây thông Noel này thì cái phần color nó cũng đổi màu theo luôn và mình sẽ viết chữ bình thường nhé. Mình chọn cục gom để mình xóa này. Chúng ta có thể chọn cái phần đường thẳng này để chúng ta gạch chân từ hoặc là chúng ta vẽ một cái đường thẳng nào đó như thế này. Hai cái nét vẽ nằm bên phải đường thẳng này thì mình có thể sử dụng để mình vẽ những cái đường cong như thế này. Ngoài ra chúng ta có thể vẽ được những cái hình với nhiều cạnh. Ta cũng có thể vẽ những cái hình tròn, hình vuông rất là dễ dàng. Nếu muốn xóa tất cả thì chúng ta sẽ click chọn cái phần biểu tượng cây chổi, thì khi đó tất cả những gì mình viết trên màn hình sẽ bị xóa đi. Bạn chọn vào mũi tên màu đen để chúng ta quay trở lại cái chế độ chuột máy tính nhé. Biểu tượng nằm bên phải của cái cục gom ấy thì giúp chúng ta tạo được một cái bảng phụ để mình ghi chú. Bảng phụ đó có thể dùng bất cứ màu nào để mình tạo ha. Để mình chọn màu trước và sau đó mình sẽ chọn cái biểu tượng đó. Mình click vào màn hình thì khi đó chúng ta sẽ tạo được một cái bảng rồi. Tiếp theo chọn màu chữ và bấm chọn cái viết chì để mình viết chữ bình thường giống như khi nãy. Trong quá trình giảng bài hoặc là mình trình chiếu hoặc là mình thuyết trình thì việc tạo được một cái bảng như thế này sẽ giúp chúng ta giải thích được cái thông tin mà mình muốn truyền tải đến cho người nghe. Khi chúng ta muốn xóa bảng này để trở về cái màn hình web khi nãy thì mình sẽ chọn cái biểu tượng cây chổi. Khi chúng ta có những cái ghi chú ở trên cái trang web này thì mình muốn chụp màn hình để mình lưu lại cái bảng mình đã ghi chú trên trang web. Tiện ích này cũng cho phép mình làm điều đó bằng cách là mình nhấn vào cái biểu tượng máy chụp hình này.
Thì khi đó chúng ta đã chụp được nguyên cái màn hình đó rồi. Mình bấm chọn crop là để mình cắt cái hình này. Tùy ý mình muốn cắt chỗ nào thì mình sẽ kéo chuột ở vị trí đó mình chọn thôi. Click chọn crop. Sau đó chọn finish. Khi chúng ta cắt hình xong thì hệ thống sẽ cho phép chúng ta tải hình về, hoặc là mình copy hình ảnh đó sau đó mình dán vào cửa sổ Word, PowerPoint hay là chương trình Paint. Click phải chọn copy image. Sau đó mình mở chương trình mình cần phải dán hình ảnh nó vô. Ở đây mình chọn cửa sổ Word. Sau đó mình bấm Ctrl V là mình sẽ dán được cái hình này vào. Tượng chữ T ở đây cho phép chúng ta có thể đánh chữ lên màn hình web như thế này. Ở đây các bạn có thể đánh chữ tiếng Việt hoặc là tiếng Anh tùy ý. Ở ô Transparency này cho phép chúng ta hiển thị được cái độ đậm nhạt của chữ. Càng kéo về bên trái thì chữ này sẽ càng mờ dần. Biểu tượng răng cưa này sẽ mở ra một cái cửa sổ mới và cho phép chúng ta cài đặt những phím nóng để thực hiện những cái lệnh. Đối với tiện ích này, tuy nhiên mình ít sử dụng bởi vì nó trùng với những cái phím nóng dùng trong Chrome. Ở biểu tượng hình mắt này, khi chúng ta click vào, chúng ta vẫn có thể viết trên màn hình, tuy nhiên nó sẽ không hiển thị cái tiện ích của mình lên cho đến khi mình click vào cái tiện ích nằm trên thanh gần thanh địa chỉ của Chrome này. Khi không dùng cái tiện ích này nữa, chúng ta có thể chọn cái biểu tượng cuối cùng trong cái cửa sổ hiển thị này để mình có thể ẩn cái tiện ích này đi. Tiện ích này chúng ta có thể cài trên Chrome. Đầu tiên mình sẽ vào cái trang chủ của Google và sau đó mình bấm Chrome Store. Mình mở cửa hàng Chrome trực tuyến lên. Trong ô tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm kiếm cụm từ Paint Tool. Mình sẽ chọn cái tiện ích đầu tiên này. Click chọn thêm vào Chrome. Hệ thống sẽ tự động thêm cho mình. Và mình click chọn Add Extension. Mình sẽ bấm chọn vào đây và mình ghim nó lên thì mình mới sử dụng được cái tiện ích đó nhé. Nếu muốn cài đặt trên Microsoft Edge thì mình sẽ click chọn biểu tượng này và sau đó click chọn Open Microsoft Edge Add-ons. Thanh tìm kiếm mình cũng tìm kiếm công cụ Paint Tool. Mình chọn cái công cụ ở dòng thứ hai này và sau đó bấm Get Add Attention. Video này các bạn đã hiểu cái cách cài đặt và cách sử dụng cái tiện ích
Pen Tool ở trên Chrome và Microsoft Edge. Hy vọng là nó sẽ hữu ích cho các bạn.